Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai bộ mẹ con cái, bộ mẹ con cái Xin các bạn, và một bộ mẹ con đực ba bê. Đây trước mặt bạn bộ mẹ con cái Xin nè, đó cái Xin con, bà mẹ nè, mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, dẫn cái Xin con nè. Đó, cái Xin con cao mét bò nè các bạn, sải tích nghiêm chỉnh nè, rúng yếm cái Xin con nghiêm chỉnh hết các bạn. Bộ mấy con này thì chủ báo giá là 27 triệu nha các bạn. Chân móng sò hoàn thiện nè, rúng chiền nè, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá nha các bạn. Xe mặt nè, xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nha, chân móng đồ hoàn thiện. Đó, dặn cái Xin sải tích nghiêm chỉnh, cái Xin không lan giá nha các bạn. Bà mẹ nè, bà mẹ này các bạn, mẹ dẫn cái Xin, mẹ dẫn cái Xin lứa 3, bơm 3B được 1 tháng là lứa 4, bơm 3B 1 tháng là lứa 4. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu dẫn cái Xin lứa 3 nha các bạn, mẹ to tàn bự con nha. Đây, bà mẹ cao 1m27 bò các bạn, mẹ cao 1m27 bò, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá. Bà mẹ cao 1m27 bò, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá nha các bạn. Đó, bà mẹ chỉ có điểm mi chút xíu mà rúng chiền, cao 1m27 bò, dẫn cái Xin cao mét, dẫn cái Xin lứa 3, bơm ba bê được 1 tháng là lứa 4, giá 27 triệu bộ mẹ con này các bạn, 27 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đây bà mẹ nè, điểm mi miếng nè các bạn, thấy không, rúng chiền nè, bốn vú đều nè, cao 1m27 bò, bơm ba bê được 1 tháng, bơm bê lứa 4, dẫn cái Xin lứa 3, cái Xin cao mét bò, giá 27 triệu bộ mẹ con cái Xin này các bạn, 27 triệu. Cái Xin chân móng hoạt hiện, không lan giá nha các bạn, không lan giá, không điểm chỗ nào nha, cái Xin con các bạn, cao mét bò, mẹ cao 1m27, dẫn cái Xin lứa 3, mẹ bơm ba bê được 1 tháng là lứa 4, giá 27 triệu. Còn đây là bộ mẹ con tiếp theo nè các bạn, bộ mẹ con tiếp theo, sải tích nghiêm chỉnh nè, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn, rúng chiền nè, bốn vú, năm vú đó các bạn, con này năm vú nha, chân móng đi hoàn thiện nè, đó chân móng sò kiên cố nè, dẫn được 3B, dẫn được 3B nha các bạn, dẫn được 3B lứa 3, dẫn được 3B lứa 3 nha các bạn. Mẹ nè, mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, dẫn được 3B nè bạn, được 3B uống nút à, quà đen sai tích nghiêm chỉnh, không lan giá, dẫn được 3B. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là bộ mẹ con này chủ báo giá là 28 triệu nha các bạn, 28 triệu. Đó, năm vú, rúng chèn, yếm dây cui, dẫn được 3B uống nút, dẫn được 3B uống nút, dẫn được 3B lứa 3. Giá là 28 triệu bộ mẹ con này các bạn. Được 3B được một tháng 15 ngày nha các bạn. Được 3B được một tháng 15 ngày nè, uống nút các bạn ơi. Chân móng hoàn thiện nè. Đầu chà bá được 3B nha các bạn, xương lớn. Mẹ rúng chiền 4 5 vú đều. Mẹ rúng chiền 5 vú. Mẹ cao 1m27 bò. Dẫn được 3B lứa 3, giá 28 triệu các bạn. 28 triệu bộ mẹ con này các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Bộ mẹ con được 3B, chủ báo giá là 28 triệu. Đó, mẹ dẫn được 3B được 1 tháng 15 ngày. Đó, bộ mẹ cao 1m27 bò, dẫn được 3B lứa 3. Đó, giá 28 triệu. Còn bộ mẹ con cái Xin thì chủ báo giá là 27 triệu. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.